Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đánh giá và giới thiệu sản phẩm âm thanh của công ty Bảo Châu Elec. Và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại công trình của anh Nguyễn Ngọc Hà Châu tại địa chỉ là Vĩnh Kim của Tiền Giang. Thì đây là công trình phòng hát mà chúng tôi đã thi công trước Tết vừa rồi. Thì nhưng mà công trình rất là gấp rút nên thì bây giờ chúng tôi mới quay trở lại để hoàn thiện cái video để giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cấu hình của những phòng karaoke của anh Châu tại Vĩnh Kim Tiền Giang. Thì tất cả phòng karaoke ở đây hiện tại thì chúng tôi đang thi công cùng cả của gia đình anh là tổng cộng là 7 phòng karaoke rồi và vẫn còn làm tiếp. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng vô các phòng karaoke để mình tìm hiểu cũng như là coi có không gian phòng và cấu hình. Thì đây là một phòng diện tích vào khoảng 25m2 nha quý vị nhé. Đây rất là nhiều. Đây cũng là một phòng khoảng 25m2. Và tiện đây thì phòng 25m2 này mình sẽ review cho tất cả quý vị và các bạn cùng tham khảo là cấu hình của một phòng 25m2 gồm những gì. Thứ nhất là quý vị có thể thấy đây, trước tiên là một đôi loa B&B CS2010C Line New. Phía cuối đây là một đôi JBL KP4010 hàng 3 sao nha quý vị nhé. Đây là một màn Arian 3600 WTK cộng, có màn hình là 22 inch, gương cường lực vào cực cứng là 3TB. Đây là một cục súp Dormot 18C. Và đây là tủ thiết bị, mình sẽ quay tủ thiết bị cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem. Đây là bộ Micro BCE UGX12 Plus, một bộ vi xử lý BCE DP9002 cộng, một cục men Famous Show 3208 và đây là một cục men 4 kênh dòng Sautanda TX650Q nha quý vị nhé. Và tiện đây thì xin mời tất cả quý vị và các bạn qua một cái không gian phòng lớn hơn nữa để xem cấu hình bên đấy như thế nào. Đây là một phòng có không gian lớn hơn đấy ạ. Không gian ở đây và thiết kế và rất là đẹp mắt. Đây là một phòng khoảng 32m2 nha quý vị nhé. Thì cấu hình phòng này, thứ nhất là một đôi loa BMB CSS2012C Line New ạ. Phía cuối đây là một đôi JBL KP4012. Tất phòng này là sử dụng cấu hình loa là 310 hết nha quý vị nhé. Đây là một cục súp Dormot CQ, xin lỗi quý vị, đây là cục súp Dormot 18C. Và mình sẽ mở tủ thiết bị này ra. Đây cũng sử dụng một màn hình Arian 3600 WTK cộng nha quý vị nhé. Và trong tủ thiết bị này thì gồm một bộ micro BCE UG12 Plus này, một bộ vi xử lý digital kỹ thuật số BCE DP9002 cộng, một cục đẩy Famous Sound 3208 và dưới này là một cục đẩy Sautanda TX650Q. Sau đây mình sẽ test thử cái âm thanh của phòng lớn này trước, sau đó mình sẽ test âm thanh cái phòng nhỏ kia cho tất cả quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Vâng, và bây giờ mình sẽ test thử nhạc cái phòng 32m2 này cho tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Anh thích em dễ mình đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em sướng chưa? Em sướng chưa? Băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,